Hello cả nhà, bây giờ mình đẩy mì này vô mình luộc, đặng mình xào xào mì của Mỹ nha cả nhà. Đây. Mình đẩy cho nãy giờ. Đây, cái nồi mình mới luộc nó đang mềm, mình đợi cho nó 2-3 phút đặng mình cho nó mềm cái mì á cả nhà. Nè, bây giờ nó mềm mình đem đi rửa thôi. Đây, bây giờ mình ướp cá mình. Nè. Cho dầu mè nè. Mình cho nó xuống dưới đi. Rồi mình cho muối này vô. Muối này muối ướp thịt đó. Giờ mình cho tí xíu hạt nêm vô nha. Cái này mình chia mình nêm cho nó lớ thôi, mình đừng nêm nhiều quá nó mặn. Tại vì chất muối này, hạt nêm này đó, nó có cái đồ nấu ở trong á. Giờ mình cho tiêu vô. Cho tới với chi lên cho nó thơm. Đây, muối này mình cho cỡ muỗng vô. Muối này người ta ướp thịt nó không có cay, không có mặn hơn. Nó giống như muối tiêu vậy cả nhà. Mình cho sấy vô. Mình cho ngò vô. Hành đó. Rồi quý phải cho tí xíu đường vô nha. Tại mình ăn theo kiểu cách của Việt Nam mình. Đồ của Mỹ mình ướp đồ của Mỹ, nhưng mà mình ướp tí xíu. Mình bỏ chi vô. Chi này nè. Mình cho chi miếng nữa nha. Rồi mình sẽ đem nướng thôi. Mình bắt cái bếp mình lên 350 độ vô. Rồi mình nướng. Đây mình mới luộc một nồi phai và bắp nha cả nhà. Phai, bắp, chuối luôn. Đủ thứ thập cẩm luôn nha. Rồi đây cái bếp mình nó đã 360 độ, nó nóng rồi nha cả nhà. Giờ mình bỏ nó mình nướng. À, mình chờ đợi đi. Bây giờ mình xào mì mì kiểu của Mỹ á cả nhà. Mì Ý mình xào theo kiểu có tôm á. Bây giờ mình ướp nha. Hành vô.
tỏi vô. Mình có muối này nè cả nhà. Muối này nè. Mình ấp nó vô. Nha, mình cho miếng hạt nêm vô. Cái hạt nêm này nè. Ta để gì cả nhà không thấy. Mình phải đun ra. Cho một tí đường. Ngon chưa? À. Mình cho miếng củ hành vô. Rồi. Cho miếng sa tế vô nha. Có sa tế vô nó cay cay ngon cả nhà. Rồi, quá hấp dẫn, men tôm. Rồi mình đi xào thôi. Bây giờ mình để bơ đờ vô nha. Mình xào bơ đờ, mình không có xào dầu cả nha. Rồi mình cho tỏi sấy vô thôi. Xào cách này ngon lắm cả nhà. À, miếng tôm mình nó thơm lắm. Làm gì đó con mình thích lắm. Cái này hành với củ hành đó cả nhà, với ngò gí. Rồi bây giờ mình bỏ tôm vô. Bỏ tôm mình xào cho nó chín rồi mình mới bỏ mì vô luôn. Rồi giờ của mình nó đã chín, tôm mình nó đã chín rồi. Quên. Đây mình bỏ cái này vô. Mayo. Mình bỏ cái mayo này vô á. Rất là ngon. Mùi gì ta? Mình đây gì? Mình bỏ vô đây cũng cỡ 3 muỗng đi. Tại mình cũng xào hơi nhiều á, 4 muỗng cho nó béo á cả nhà.
Rồi hồi mình mà đẩy mì vô á, hồi mình có xào thêm thêm mayo mình muốn béo nữa thì mình cho thêm mayo vô. Mayo. Tại người mình tiếng Việt mình kêu gì á cả nhà? Ta kêu thì nó khác nữa. Mình để cái tiền mình cảm thấy nó vừa thì mình để vô nữa. Tại vì nhiều tôm mà mình xào hết mị này nó không có vừa. Ngon lắm luôn á. Tại vì tôm á, tôm quý đã bà xào vừa ăn rồi cả nhà. Ngon quá luôn á. Rồi mình sẽ cho hành ngò vô. Rồi mình sẽ nêm lại nha. Wow, ngon lắm cả nhà ơi. Vừa ăn dễ sợ luôn á. Quá xá ngon. Cả nhà, bữa nay mình ăn cá xay mành nướng chi á cả nhà, và kêu và mì pata. Kêu mì ấy cho gọi đi. Kêu cái tên gì mà khó kêu chết. Pata, cái tên gì mà khó kêu chết. Đây nè. Bây giờ quý mời cả nhà ăn với quý nha. Để đây con. Đang thèm quá nè. Thank you. Mời cả nhà nè. Thêm con tôm nữa nha. Ăn đi. Công nhận ngon dễ sợ cả nhà. Cái này là của đồ của người Mỹ. Mình ăn nè. Cái này là đồ của người Mỹ mà quý lâu lâu quý xào theo kiểu cách của quý á. Nhưng mà ngon. Ở đây mẹ cho miếng cá này nè. Cá nướng nè con. Nè, cá nướng này nè. Wow, cá nướng chiên ngon quá. Làm này ngon hơn nhà hàng nha. Ngon hả? Ai làm đây? Con này đi làm phải không? Con này làm á tôi này. Wow. Dạ ngồi nó ngon. Qua đây nè Dâu, nhắc ghế qua. Đây nè, có cái ghế nữa nè. Dạ.
xào ngon quá nè ơi. Chấm nhận cá nướng ngon thiệt. Cái này cá nướng chi á. Chi đây. Con mình nó mới gấp một lỗ. Quá trời ngon luôn. Không còn đường nấu luôn cả nhà. Wow. Di ơi, gan này Di ơi, ngon lắm Di ơi. Ngon lắm con. Mẹ làm một món mì. Mì spasa này ngon lắm. Spata spasa. Thôi kêu mì đi cả nhà ơi. Mẹ kêu xong mà khó nghe quá. Chan mạt coi nó ngon. Hồi nào giờ mới xào lần đầu tiên cả nhà. Quý xào theo kiểu của mì của mình đó. Mì của Việt Nam mình á, quý xào vậy thôi. Chứ không có xào để đầu vô gì. Cả nhà xào theo cách của quý đi, ngon lắm. Giờ bữa nay thêm con dĩa khoai lang. Khoai lang và chuối. Khoai lang và chuối. Cái này nè, cái mùi gì ăn đây ngon lắm. Ngon lắm luôn. Thấy cứng nhắc hả? Ừ, tại cái gì đó mùa này cứng, hơi cứng, nhận qua mua kìa. Mua về hả? Ăn hết trơn luôn. Ừ, mua hộp rồi đó. Khi quỳ á cả nhà, mình mua cái trái này nó màu vàng ở trong á, chứ không phải màu xanh. Mà nó ngon, mà nó ngọt nữa. Ăn vô phao miệng luôn á. Nó mua trong ép trong Walmart á. Có. Lấy miếng này, cho nó thịt nhiều. Miếng cái chi gặp ăn mập chết luôn á. Phải tui mập thôi. Chết tiếp. Chi nè. Chi nè. Cho chi một chút mặt qua, cho mặt một chút. Mà nó ốm. Trời ơi. Rồi. Ôm qua này có chi nhiều nè. Nè. Một giờ. Cái dĩa rồi con. Dạ ăn gì? Dĩa ơi. Ngồi cơ mà. Không nhận. Cá mình nướng chi á. Dễ ăn cả nhà. Mùi nhồi lắm rồi. Dễ ăn mà lại ngon nữa. Cái này ngon ghê luôn. Của Mỹ mà mình làm theo cách của mình cả nhà. Đây mày đi miếng cá này nè. Đây. Cha hắt tóc rồi giống ngáo. Ngáo luôn. Đẹp nè. Bấm đẹp nè.
mới hết lúc nào mà ai cũng bị ngáo nha, rồi sao đẹp nay lớn rồi. Mất cái mẹ mẹ cá rồi. Còn mì nữa kìa, muốn ăn nữa chiều mẹ về mẹ làm nữa cho anh. Ăn đi. Mẹ biết làm rồi. Không biết. Ngay chủ nhật rồi. Để mà. Mấy tuần sau hả? Hai tuần. Hai tuần mới tới lễ. Khuyết mệt. Hả? Con bớt mẹ nó ở nhà. Việc sáng sớm có đồ ăn chạy qua lẻ. Ba cơm đây đây. Cá ăn rồi. Con nói là chú chào muốn ăn muốn nướng thêm muốn ăn. Với tao phải dúi. Bấm vô chỗ lót không? Không sạc pin rồi. Ừ. Nó pin. Đang chạy được chút muốn hết pin sao? Đói sao? Hết pin đó. Trời trời ơi. Ngon quá đẹo luôn người á. Ngon thiệt chứ bộ. Nó ngon. Ngon lắm hả? Lần này nó béo rồi. Nhất là ăn ké càng ngon nữa. Đâu như ăn nhà hàng không? Không. Thì béo nữa hả? Mà để gần nữa hủ mà mèo rồi đó. Thì bổ hơi lần tư. Còn đâu? Có mớ. Ồ, tôi tưởng phải lăn tay. Cái này tôi làm phải lăn tay nữa, nhưng mà không kịp. Đó rồi. Mập hả Quý? Sợ. Có sợi đâu. Mắt. Không nhận cái món mình làm quá hấp dẫn cả nhà. Sáng mắt giống con này đẹp. Khai cao mời cả nhà miếng nè. Cá đó ăn nóng nha con. Ăn nguội đó. Đâu nhưng mà cái này ăn ngon lắm con. Béo mà nóng mới ngon. Con biết sao cái này á. Mẹ ép đồ gia vị chẳng nó thơm lắm mà nó béo ngon. Cái nào? Con cá. Nóng mình chi nó dẻo vậy, ăn chi nó chảy vậy đó. Mẹ để hai tiếng chi luôn á. Mẹ tôi để chi nữa kìa. Rồi. Điền chuối rồi nè. Chú chín mà. Ăn xong nữa. Ăn xong trắng miệng. Cái gì á? Nó mua cái trái này nó hơi không ngon bằng mẹ mua nha. Nó tại còn dĩ rồi. Không mua lại luôn. Wow, bữa đó còn nhóc dĩ luôn á. Con cũng dĩ rồi. Mẹ mua còn nhóc dĩ luôn đó. Tao sao động dĩ đó mà tao mua sợ nó ngon là tao mua. Cái này khác cái gì hả? Nè. Ăn ở đây không giúp anh. Chắc rồi. Nó khác trái xanh ở trong đó. Nó khác trái xanh trong quê ngoại. Nó ngon lắm cả nhà. Mùi nó là sao? Thanh thanh hả? Ngọt ngọt. Nó giống ngọt mà vậy? Ngọt cái giống đường gì đó. Đó, nhìn giống đường. Ngọt mà ngọt thanh đó nha, ngọt chua chua ngọt ngọt. Wow. Quá ngon. Thank you.
Bây giờ video của Quý ra tới đây đã kết thúc rồi cả nhà ơi. Cả nhà nhớ like và share, subscribe cho Quý nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Bye bye.